Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô và các em lại được tiếp tục gặp nhau trong một bài giảng tiếp theo của phần địa lý trong bộ môn lịch sử và địa lý lớp 6. Và bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đi về tìm hiểu phần tiếp theo của bài số 6, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả. Trước khi đi vào tìm hiểu nội dung tiết học, cô sẽ nhắc lại khái quát nội dung chính của bài học này. Bài học này gồm có hai nội dung lớn. Nội dung thứ nhất là chuyển động tự quay quanh trục. Và nội dung thứ hai là hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Và trái đất của chúng ta tự quay quanh trục thì sẽ sinh ra ba hệ quả. Hệ quả thứ nhất là sự luân phiên ngày đêm. Thứ hai là giờ trên trái đất. Và thứ ba là sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất. Ở tiết học trước, chúng ta đã tìm hiểu về đặc điểm của chuyển động tự quay cũng như hệ quả về sự luân phiên ngày đêm. Vậy trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu hai hệ quả còn lại, đó là giờ trái đất và sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất. Nhưng trước khi đi vào tìm hiểu nội dung chính của bài học, chúng ta sẽ có một phần khởi động nhẹ để nhắc các em nhớ lại kiến thức của tiết học trước. Ở phần khởi động, cô có 5 câu hỏi. Câu hỏi số 1. Thời gian để trái đất tự quay một vòng quanh trục là bao nhiêu lâu? Đáp án này không khó, đó chính là 24 giờ tương ứng với một ngày, đêm. Câu số 2. Hướng tự quay quanh trục của trái đất như thế nào? Trái đất của chúng ta tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. Và câu hỏi số 3. Thời gian trái đất không được mặt trời chiếu sáng, chúng ta thường hay gọi là ban đêm. Thời gian trái đất được mặt trời chiếu sáng thì chúng ta gọi đó là ngày. Và trong quá trình tự quay thì trục trái đất luôn luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc là 66 độ 33 phút Bắc. Thì những câu hỏi này đã giúp cho các em khắc ghi lại được về đặc điểm của chuyển động tự quay quanh trục của trái đất cũng như hệ quả đầu tiên của chuyển động này, đó là dẫn đến sự luân phiên ngày đêm của tất cả các nơi, tất cả các địa điểm trên bề mặt trái đất. Thì chúng ta thấy là ngoài cái hệ quả sự luân phiên ngày đêm ra, trái đất của chúng ta còn được chia ra thành rất nhiều múi giờ và mọi vật thể trên trái đất chúng ta như không khí, sông ngòi, dòng biển, vân vân đều có sự lệch hướng khi chuyển động trên bề mặt trái đất. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào khám phá những hệ quả đó như thế nào. Hệ quả số 2 là giờ trên trái đất. Trước hết cô mời các em quan sát cho cô lược đồ các khu vực giờ trên trái đất. Ở trên lược đồ này các em sẽ thấy có rất nhiều ký hiệu, nhưng tự chung lại là trái đất của chúng ta chia ra thành 24 múi giờ. Vậy giờ trên trái đất được chia như thế nào và chúng ta sẽ tính toán giờ trên trái đất ra sao? Như các em đã biết được rằng là trái đất của chúng ta rất là rộng lớn và người ta chia ra trái đất của chúng ta ra thành 24 khu vực giờ khác nhau. Vậy thì để tiện cho việc tính giờ và giao dịch quốc tế thì người ta đã quy định thống nhất giờ cho từng khu vực và giờ đó người ta gọi là giờ khu vực. Vậy thì bề mặt trái đất của chúng ta được chia ra thành 24 múi giờ. Những khu vực nào nằm chung trong một khu vực kinh tuyến thì người ta sẽ xác định nó là cùng một múi giờ. Lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách tính chia đường kinh tuyến như thế nào. Các em lưu ý nhìn lên bên trên lược đồ các khu vực giờ trên trái đất. Ở bên trên này chúng ta có đánh những cái con số từ 0, 1, 2 cho đến 11, 12 ở bên tay phải. Và ở bên tay trái thì chúng ta thấy lùi dần trừ 1, trừ 2 cho đến trừ 11. Vậy tổng cộng trên bề mặt trái đất của chúng ta chia ra thành 24 múi giờ. Và cái múi giờ trung tâm được coi là múi giờ gốc là được xác định tại nước Anh. Lý do đơn giản tại đây có đường kinh tuyến gốc đi qua, đó là đường kinh tuyến số 0. Và người ta xác định cái đường kinh tuyến này nằm trên cái múi giờ gốc là múi giờ số 0, người ta gọi là giờ GMT, tức là giờ quốc tế. Chúng ta nhìn sang những múi giờ bên tay phải. Những múi giờ bên tay phải thì luôn luôn sớm hơn giờ quốc tế GMT. Tức là
Khi chúng ta tính giờ của các quốc gia nằm ở bên tay phải, từ số 0 đến số 12 thì chúng ta luôn luôn phải tính cộng thêm số giờ. Còn những quốc gia nằm ở bên tay trái của giờ gốc GMT thì thời gian luôn luôn đi muộn hơn, tức là chúng ta phải trừ lùi về thời gian. Vậy người ta đã tính giờ trên trái đất chia ra như thế nào? Ở đây chúng ta thấy toàn bộ hệ thống kinh tuyến trên trái đất là 360 độ, chúng ta chia thành 24 giờ. Vậy thì cứ 15 vĩ độ thì là nằm trung trong một múi giờ. Vậy thì Việt Nam chúng ta thuộc múi giờ số mấy? Các em quan sát lên trên lược đồ cho cô, chúng ta sẽ xác định được vị trí của Hà Nội. Và từ đây chúng ta xác định được rằng Việt Nam chúng ta nằm hoàn toàn ở múi giờ số 7. Và nhìn rộng hơn bên lên bên trên và xuống phía dưới, chúng ta thấy có một số quốc gia sử dụng cùng một khu vực giờ với Việt Nam chúng ta như là Trung Quốc, Mông Cổ, Liên bang Nga hoặc Indonesia. Vậy thì từ đây các bạn sẽ có một cái thắc mắc là có một số quốc gia rất là rộng lớn. Chẳng lẽ tất cả các quốc gia nó đều có chung một múi giờ hay sao? Không hề nha các em. Những quốc gia có diện tích rất rộng lớn thì lãnh thổ của họ sẽ trải trên rất nhiều những múi giờ khác nhau. Ví dụ như Liên bang Nga này, Trung Quốc này, Hoa Kỳ, Canada, Australia thì đây là những quốc gia mà lãnh thổ của họ sẽ trải trên nhiều múi giờ khác nhau. Vậy từ đây chúng ta sẽ tiến hành xác định múi giờ của các thành phố Hà Nội, Washington, Moscow và Tokyo. Hà Nội tức là thuộc Việt Nam, lúc nãy chúng ta đã xác định được rằng nằm ở múi giờ số 7. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn tiếp sang vị trí của Washington. Đây các em. Chúng ta thấy trừ đi 5. Trừ đi 5. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có thể đếm lên hoặc đếm xuống. Nếu như chúng ta tính lên thì chúng ta sẽ tính theo con số là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. Trừ 11 ở đây chúng ta đếm tiếp lên thành 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Washington nằm trên múi giờ 19. Hoặc giờ gốc GMT số 0 này các em có thể hiểu nó là múi giờ 24. Vậy thì chúng ta sẽ trừ ngược về phía trước đi 5 múi giờ. 24 mà trừ đi 5 thì ra 19. Vậy thì Washington nằm ở trên múi giờ số 19. Tiếp theo là Moscow của thủ đô Liên bang Nga, chúng ta sẽ xác định. Vậy thì ở đây các em nhìn kỹ, Moscow là một thành phố rất là lớn và vị trí của nó nằm giáp ranh giữa múi giờ số 2 và múi giờ số 3. Tương tự như thế, thủ đô Tokyo của Nhật Bản nằm giáp ranh giữa múi giờ số 9 và múi giờ số 10. Vậy thì trong thực tế, ranh giới giữa các múi giờ trên đất liền không trùng một cách tuyệt đối với các đường kinh tuyến mà người ta thường điều chỉnh để thuận tiện cho việc tính giờ của từng khu vực và từng quốc gia. Và các em lưu ý là trong cái hệ thống đường kinh tuyến của chúng ta có một cái đường là đường đổi ngày. Cái đường đổi ngày này được xác định là đường kinh tuyến 180 độ. Tức là nếu như chúng ta từ Việt Nam bay sang Mỹ, chúng ta vượt Thái Bình Dương thì cái số ngày của chúng ta khi chúng ta đáp máy bay xuống Mỹ sẽ bị trừ đi một ngày. Ví dụ, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 thì khi bay đến bên kia của nước Mỹ, thời gian của chúng ta sẽ trừ đi một ngày là ngày mùng 1 tháng 12. Và ngược lại, từ thủ đô của nước Mỹ hoặc bất cứ một địa danh nào của nước Mỹ, chúng ta bay ngược Thái Bình Dương về Việt Nam chúng ta thì số ngày sẽ tăng thêm một ngày. Vậy thì có thể hiểu một cách đơn giản là ngày của những quốc gia nằm ở bán cầu Đông thì luôn luôn đi nhanh hơn các quốc gia nằm ở bán cầu Tây một ngày. Vậy thì từ kiến thức đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể giải quyết được cái bài tập mà cô đã nêu ra từ tiết học trước.
Đó là sáng sớm khi bạn An đến trường định gọi điện hỏi thăm một người bạn ở London, nước Anh. Nhưng mà mẹ của bạn đã khuyên rằng là hãy gọi điện thoại cho bạn mình vào một thời điểm khác thích hợp hơn. Vậy thì vì sao mẹ bạn An lại khuyên như vậy? Lý do rất đơn giản. Vì lúc bấy giờ ở Việt Nam chúng ta là 7 giờ sáng. Chúng ta sẽ đi ngược lại thủ đô London của nước Anh lúc bấy giờ đang là 0 giờ. Bởi vì chúng ta hơn nước Anh đến 7 múi giờ. Vậy thì chúng ta không nên gọi điện thoại lúc 7 giờ sáng, bởi vì lúc đó ở nước Anh đang là 0 giờ, mà chúng ta có thể lùi thời gian hỏi thăm lại vào tầm trưa hoặc chiều ở Việt Nam. Vậy thì với cái phần kiến thức đã khai thác được, ở đây chúng ta có một số nội dung chính cần ghi nhận cho phần học này. Thứ nhất, bề mặt trái đất chia thành 24 khu vực giờ khác nhau. Và giờ của khu vực số 0 có đường kinh tuyến gốc đi qua thì được lấy làm giờ quốc tế GMT và đánh giờ số 0. Những múi giờ nằm ở bên tay phải thì thường sớm hơn giờ quốc tế và những múi giờ nằm bên tay trái thì thường muộn hơn giờ quốc tế. Và nước ta thì nằm trong khu vực giờ số 7. Các em cập nhật vào trong vở của mình những nội dung này để khắc ghi kiến thức tốt hơn. Vậy thì các em có thể thấy được rằng là việc mà trái đất chuyển động quay quanh trục như thế đã sinh ra rất là nhiều hệ quả. Nhưng có bao giờ các bạn thắc mắc rằng tại sao dòng sông không bao giờ chảy thẳng, các luồng không khí không bao giờ đi thẳng, hoặc các dòng biển thì đều có sự thay đổi, hoặc thậm chí ngay cả hướng đi của một viên đạn chúng ta cũng có thể tính toán được mà nó không đồng nhất đi theo một đường thẳng. Tất cả những cái yếu tố đó nó đều nói lên một đặc điểm rằng mọi vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất của chúng ta đều có sự lệch hướng, và đó là hệ quả thứ ba của việc trái đất tự quay quanh trục. Và để giúp cho các em hiểu rõ hơn về sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất, thì cô mời các em quan sát cho cô hình ảnh sau và từ đó xác định cho cô sự lệch hướng chuyển động của các vật thể trên bề mặt trái đất. Hình tròn ở đây là tượng trưng cho trái đất của chúng ta. Đây là đường xích đạo không độ. Mũi tên đứt nét là hướng ban đầu và mũi tên đi thẳng là hướng sau khi bị lệch. Ở đây cô có 4 địa điểm A, B, C, D. A và B nằm ở nửa cầu Bắc. Điểm A là xuất phát từ cực Bắc đi về xích đạo và điểm B là từ xích đạo về hướng cực Bắc. Điểm C là từ cực Nam về xích đạo và điểm D là từ xích đạo về cực Nam. Vậy đứng tại điểm A hay điểm B khi chúng ta ném đi một vật thể, chúng ta thấy rằng hướng đi của chúng không bao giờ đi thẳng theo dự tính của chúng ta, mà chúng luôn có khuynh hướng là bị lệch sang bên tay phải theo đúng vị trí đứng. Và tương tự như thế, ở nửa cầu Nam, dù các em đứng ở vị trí C hay vị trí D thì vật chuyển động trên bề mặt trái đất luôn luôn có khuynh hướng là bị lệch sang bên tay trái. Vậy tại sao lại có sự lệch hướng như vậy? Lý do ở đây rất đơn giản là trái đất tự quay quanh trục thì nó sinh ra một lực làm cho các vật chuyển động trên bề mặt trái đất đều bị lệch hướng so với hướng ban đầu của chúng. Và cái lực lệch hướng này người ta gọi là lực Coriolis. Hướng bị lệch của các vật chuyển động ở hai bán cầu là hoàn toàn khác nhau. Vậy thì các vật nằm ở nửa cầu Bắc luôn luôn có khuynh hướng là lệch sang bên phải, còn các vật ở nửa cầu Nam thì luôn luôn có khuynh hướng là lệch sang bên trái. Thì đó là hệ quả của việc trái đất chúng ta chuyển động tự quay quanh trục và dưới tác động của lực Coriolis. Vậy thì với cái sự tác động của lực Coriolis này, nó làm thay đổi hướng chuyển động của các dòng biển, dòng sông, hướng chuyển động không khí hoặc đơn giản ngay cả hướng đi của một viên đạn bị bắn ra. Các em có thể thấy rất rõ dòng sông không bao giờ chạy thẳng mà luôn luôn ngoằn ngoèo. Và ở đây thì ở các sông ở nửa cầu Bắc nó cũng sẽ tuân theo một cái quy định, một cái quy luật chung của sự tác động của lực Coriolis. Và tương tự như thế các sông ở nửa cầu Nam cũng như vậy. Hoặc là thậm chí các dòng chuyển động không khí cũng chịu sự tác động của lực Coriolis này. Các dòng biển cũng tương tự như vậy. Và đây là nội dung chính các em cần cập nhật.
là do trái đất tự quay quanh trục nên các vật thể chuyển động trên bề mặt trái đất đều bị lệch so với hướng ban đầu. Ở nửa cầu Bắc thì vật chuyển động là sang phải và ở nửa cầu Nam thì vật chuyển động lại bị lệch sang trái. Và cái lịch làm lệch hướng nó người ta gọi là lực Coriolis. Các em cập nhật phần kiến thức này vào trong vở của mình để nắm kiến thức tốt hơn. Cảm ơn các em rất nhiều, chúc các em thật nhiều sức khỏe và có những cái tiết học thực sự bổ ích. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các em.